Người tiêu dùng đã quen với công nghệ lọc nước RO đang có thêm cơ hội sử dụng phiên bản nâng cấp mới. AO Smith Việt Nam vừa giới thiệu dòng sản phẩm thế hệ thứ hai với thiết kế nguyên khối, các tính năng thông minh, hệ thống tích hợp tối ưu hóa IOSM giúp máy hoạt động ổn định trong điều kiện tối ưu nhất. Công nghệ RO SideStream giúp loại bỏ 99,99% kim loại nặng và vi khuẩn virus có hại, nâng tỷ lệ nước tinh khiết lên tới 66%, kéo dài tuổi thọ lõi lọc RO gấp 1,5 lần so với lõi lọc RO thông thường. Công nghệ lọc RO SideStream của AO Smith được cấp bằng sáng chế vào năm 2010 và ngày càng có tính ứng dụng cao trong ngành công nghiệp nước.